Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Đây, hôm nay đi bãi thành quả được bao nhiêu nè anh em. Nói chung là toàn là muối khoang không à. Thì đây là những muối khoang rất là ngon nha, đến từ thương hiệu Thắng Nachi. Thì mọi người biết rồi, Nachi là một cái thương hiệu nó cũng khá là nổi tiếng chuyên về những dòng muối khoang. Và dòng này là muối khoang stack anh em, high speed steel làm bằng thép high speed ha. Đây, Nachi sản xuất tại Nhật nha anh em, Tokyo Japan. Đây, tất cả đều chưa xài hàng bãi thì anh em thấy nó còn bao bì đồ này nọ nè. Nói chung là nhiều khi nó có lắm thì anh em mình cũng thông cảm ha, tại vì để bãi đồ này nọ thôi, nhưng mà tất cả đều mũi chưa xài nha anh em. Đây, ví dụ như cái mũi này là mũi 4.7 Nachi này, mới can luôn chưa có xài đó. Đó thì đa phần thì nó bị, thí dụ nó để lâu ngày này đó, nó có lắm ra những bằng vàng thôi, cái này đều không vấn đề gì hết đó ha. Quan trọng là cái mũi của mình là mũi chưa xài nha anh em đó, mũi Nachi chưa có xài đó. Nó lắm thì anh em về mình có thể mình vệ sinh lại tí thôi, chứ còn hàng chưa có xài đó. Bao bì đồ này nọ này bây giờ nhiều lắm, bây giờ em chắc em phải phân ra em bán cho mọi người, chứ còn giờ nhiều khi những cái mũi nó lẻ tẻ nó bị rớt ra đó ha, thì em sẽ phân ra lại ha. Rồi, sau khi một hồi em Thắng đã sắp xếp ra thì đây, nó sẽ có combo từ lớn tới nhỏ. Những cái nào suất nào trùng thì em bỏ hết rồi, nên là cái này em sẽ bán lẻ từng cây cho anh em luôn, để mình mua mình dễ lựa chọn ha. Em sẽ bán lại từng cây, thì anh em mình lấy số lượng bao nhiêu thì mình có thể mình gọi điện hoặc là mình nhắn tin cái số lượng sản phẩm giúp em, và mình nhân lên cái số tiền giúp em ha. Rồi, đầu tiên thì cái loại nhỏ này nè, nhỏ nhất của mình là 2.5 nha anh em. Nhỏ nhất của mình là loại 2.5 này. Cái này thì nó có ít thôi. Tất cả đều là hàng của Nachi của Nhật ha, và có một số của Kobe thôi. Chung là hàng đều nội địa Nhật hết, chưa xài hết nha. Thì cái loại này thì đem qua được có mấy mũi. Này thì nó còn có mấy mũi à, tại vì 2 4 6 7 mũi nha anh em. Cái loại 2.5 này thì loại nhỏ này là có 7 mũi. Đó, Nachi giao ship nội địa Nhật. Nói chung là hàng mới chưa xài, anh em mình an tâm ha. Rồi cái loại nhỏ này thì giá của mình là 10.000 một mũi nha anh em, 10.000 một mũi. Mọi người lấy bao nhiêu mũi thì mình cứ nhân số lượng lên ha. Mũi lần này thì nó nhỏ ha, mã số của mình là MK1 giúp em nha. 10.000 cho cái loại mũi này ha. Đó, MK1. 10.000 cho một mũi nha anh em. Một mũi là 10.000 nè. Đó, loại này loại 2.5. Rồi, tiếp theo loại 2.9 này thì cái bịch này nó còn nguyên si luôn, chưa có khui luôn nha anh em. Nó còn chưa nguyên si, chưa có khui luôn nè, em khui đầu tiên luôn nè. Mũi này là mũi 2.9 nè. Những cái dòng này là dòng HSS, là anh em mình biết là nó làm bằng thép gió, nên mình khoan thép, khoan sát nha, khoan sát. Đó. Rồi thì cái bịch này là nó còn nguyên nha anh em. Còn nguyên, em là người xé đầu tiên để em bán lẻ cho mọi người nè. Đó, đây. Nên mình xem mũi này chưa xài nha anh em, đang xì nè. Đó. Mũi 2.5 nè, giao dịch nội địa Nhật ha. Rồi cái loại mũi 2.5 này thì 2.9 chứ. Loại này là loại 2.9. 2.9 thì cái loại này em để giá cho mọi người là 15.000 một mũi. Loại này 15.000 một mũi nha. Đó. 15.000 cho một mũi, mã số là MK2, cho mũi khoan của mình là mũi 2.9 ha. Rồi, tiếp theo MK3 thì mũi 4.1. Mũi 4.1 cũng tương tự, nó chưa có khui ha. Em là người khui đầu tiên luôn nè. Nó hàng mới chưa xài, của thương hiệu Nachi, sản xuất tại tỉnh Tokyo, Japan nha. Đó. Đây, thì em khui ra để bán lẻ thôi, chứ còn cái này là nó chưa có xài. Đó. Đây. Loại mũi như này anh em. Đó, Nachi nè, 4.1 nè. Đó, anh em thấy không? 4.1 thì anh em mình có thể mình Taro M5 cũng được, nhưng mà nó hơi nhỏ tí, nó bóp được ha. Taro M5 rồi. Cái loại 4.1 này thì nó mới chưa xài nha anh em, mũi của mình là mũi mới tinh, nó chưa có xài. Đó. Ha. Mũi mới chưa có xài. Rồi cái loại mũi này thì MK3 giúp em nha. Loại này giá của mình cũng là 15.000 một mũi. Loại này cũng 15.000 một mũi luôn nha. Đó. MK3 giúp em nha, 15.000 một mũi. Rồi MK4 thì cái loại này là 4.3 nha. 4.3 này thì 2, 4, 6, 8. Cái loại này thì em có 2, 4, 6, 8, 9 mũi anh em. 4.3, 9 mũi. Đó, Made in Japan ha. Đây, Nachi này 4.3 nè. Loại 4.3 này giá 20.000 một lượng mũi nha anh em. 20.000 một mũi. Đó, mã số là MK4 giúp em ha. MK4 20.000 một mũi. Anh em mình lái máy mũi thì mình báo giúp em, khi nào hết hàng thì em báo hết hàng ha. Rồi tiếp theo là cái loại này nè, cái loại 4.3 này thì em có được bịch này nữa.
Bịch này thì nó cũng tầm khoảng là 90 mũi, nói chung là tầm khoảng mười mấy mũi á. Thì mọi người cứ báo khi nào em hết hàng thì em báo cho mọi người ha. Đó. Rồi tiếp theo là MK5. MK5 thì loại này là có 6 mũi. Đó, loại này là mũi 4.5 nha anh em. 4.5 của Mitsu ha. 4.5 của thương hiệu Mitsubishi nha anh em. Đó, Mitsubishi này, cái logo của hãng Mitsu này, Mitsu thì nó làm bằng thép Kobe. Mitsu đúng rồi, cái dòng thép nhưng làm thép Kobe á. Đây cũng có 4.5 của Daichi nữa nè. Nói chung là mũi 4.5 nha. Những cái mũi Nhật này thì anh em mình yên tâm mình xài. Rồi giá 20.000 một mũi nha anh em. 20.000 một mũi. Đó, anh em mình mua lẻ, mua máy mũi thì mình cứ nhân lên. Ví dụ mua 5 mũi thì 100.000 ha. Những cái này là mũi khoan thép rất là ngon nha anh em. Bây giờ anh em mình ra tiệm điện nước hay là tiệm vật liệu xây dựng, họ bán cũng mười mấy 20.000 một mũi, nhưng mà những cái mũi đó thì không có bằng những cái hàng của Daichi hay là Kobe ha, hàng chuẩn nội địa, thép rất là ngon. MK5 20.000 một mũi nè. Rồi tiếp theo là 4.6 này thì em có nhiều á, tầm khoảng là đây, nói chung không hơi cũ nha. Cái loại mũi này thì nó hơi cũ, 4.6 này thì không phải cũ gì, do để bãi lâu á nó ra cái vết vàng vết ố rồi ha. Rồi 4.6 này thì em có tầm khoảng 2 nè, 4, 6, 8. Cái này tầm khoảng là 15 mũi. Đó, hai bọc còn 15 mũi ha. Rồi 4.6 này giá của mình cũng là 20.000 một mũi nha anh em. MK6 giúp em nha. 20.000 một mũi nè. MK7 thì cái size này lớn hơn một tí, 4.7, mũi đẹp. Đó, mũi tin luôn, cái này là bộ này là chưa xài đâu này, 2 4 6 8 10 12 mũi luôn nha. Rồi cái loại mũi 4.7 này thì giá của mình là 25.000 một mũi. Ha. 25.000 một mũi ha. MK7 giúp em ha. Đây. MK7 25.000. Rồi tiếp theo MK8 thì cái loại mũi này 4.8. 4.8 ha. 4.8 thì cái này thì 2 4 6 8 mũi nha, còn 8 mũi mới tin chưa xài. Đó. Rồi 4.8 này em cũng để giá là 25.000 một mũi. 25.000 một mũi ha. MK8 25.000 một mũi, anh em mình lấy mấy mũi thì mình cứ nhân số tiền lên thôi. À, MK8 này 25.000 một mũi ha. Rồi. MK9 thì cái loại mũi này là mũi 5 ly này, 5 ly thì cái loại này chỉ có 5 mũi thôi. Ha. Chỉ có 5 mũi thôi nha anh em. 25.000 một mũi luôn. Đó, ví dụ anh em mình lấy 5 mũi này thì nó rơi vào tầm khoảng là 120-130. Chung là hàng của Daichi thì anh em mình yên tâm về chất lượng mình xài rồi. Cái thép của mình rất là ngon nha anh em. MK9 25.000. MK10 thì loại mũi này là mũi 5.6. Đây, cái này thì cũng được hai bọc này, hai bọc rồi mà không, mỗi bọc nó không có đủ ha. Đây, mũi 5.6 nha anh em. Đây. Mũi 5.6 này Daichi nè. Đó, rồi cái mũi này cũng 25.000 một mũi nha. Đó, 25.000 một mũi. Mã số của mình là MK10 ha. Đó. MK10 25.000 một mũi ha. Loại 5.6. Rồi tiếp theo là loại 7.2, giờ mình qua những cái loại lớn rồi nè. 7.2 nha anh em. Đó. 7.2 này Daichi nè anh em, mới tin ha. Đó, những cái này thì cái đầu nó lớn, nó bự nha anh em. 2 4 6 7 cây. À, 7.2 này nó có 7 cây nha anh em. 7 giá 100.000, giá của mình là 30.000 ha. 30.000 cho một mũi. Ha, 30.000 một mũi nha anh em. Mũi của Daichi mới chưa xài nha, chứ còn hàng người ta xài rồi thì giá nó thấp, còn đây là hàng chưa có xài nha, hàng mới. MK11 ha, 30.000 một mũi nè. Rồi tiếp theo cũng có một cái loại mũi 7.3 nữa, mà cái này là của Kobe. Đó, sản xuất tại tỉnh Kobe nha anh em. Đó, thép của mình là thép Kobe này. Đó. Những dòng Kobe này thì như là chất thép nó mát tiền hơn của hàng Daichi nữa nha anh em. Đó, mũi của mình là mũi 7.3 nha. Cái loại này thì cũng có tầm 2 4 6 6 mũi thôi anh em. Đó, mũi 7.3 này có 6 mũi thôi. Đó. Thì giá của mình là cũng là 30.000 một mũi ha. Đó, 30.000 một mũi, mã số là MK12 ha. MK13 thì cái này cũng vậy. Cái này thì 7.4 nha, của Kobe. Đó, đây. 7.4 của Kobe ha, thép SKH9 nha anh em, thép gió, thép phần sắt ha. Đó. Giá của mình là 30.000 ha. 30.000 một mũi. MK13 giúp em ha. MK13 giá 30. MK14 thì đây, loại này thì là của Daichi 7.4 nha. Đó, Daichi 7.4 4 mũi. Đó. Rồi, loại này cũng 30.000 một mũi. Đó, MK14 ha.
MK14 giá 30. MK15 loại này là mũi 7.6, loại này ít ha, có 4 mũi à. Nguyên bản của mình là 10 mũi mà nó rớt đâu, hoặc là người ta xài ra mắt rồi. Nó còn có 4 mũi mới tin nè, đó. Chung là sử dụng nó lắm lắm những cái vàng này về anh em mình lao thôi nha anh em. Còn là mũi của mình là tất cả đều là mũi chưa có xài. Ha, mũi 7.6 rồi, cái loại này giá của mình là cũng là 30.000 một mũi nha. Đó, 30.000 một mũi. Rồi. Tiếp theo MK10 đây là MK15. MK16 thì cái này thì cũng có nhiều nè, cái này tầm khoảng là chắc là gần 20 cây á. Mũi 7.7 nha. Đây. 7.7 mới tin hết chưa xài nè. Đó, ha, 7.7 Nachi nè. Đó, sâu xích nội địa Nhật đầy đủ. Đó. Rồi cái loại 7.7 này thì giá của mình cũng là 30. 30.000 một mũi anh em. Đó, MK16 ha. Đó, 30.000 ha. Đó, tiếp theo. MK17. Bây giờ bắt đầu em qua cái mũi lớn hơn nè, mũi 7.7 thì tên mũi 7.8 ha, lớn hơn một xí. Này, 7.8. Này nó cũng hai bọc. Đó, hai bọc ha. 7.8. Rồi 7.8 thì con này 35.000 một mũi nha. Đó, 7.8 bắt đầu số nó bự rồi nha anh em. Nó nặng ha. MK17 ha, 35.000 cho một mũi. Đó, rất là ngon nha anh em, những cái thằng này là thép. Rất là chắc chắn luôn. MK17 35.000 một mũi. Rồi tiếp theo MK18 là cái loại này là 7.9 nha. Đó, loại này thì có được 8 mũi, khoảng là 8 mũi ha. Đây. 7.9 nha anh em. Rồi loại này cũng 35.000 ha. 35.000 một mũi. 2 4 6 8 nè, đó. Ha. Rồi. 35.000 một mũi nha anh em. 35.000 một mũi. MK18. MK19 thì cái loại này là 8.2 nha anh em. Đây. Loại này là mũi 8.2. Có được 7 mũi. Đó, rồi mũi 8.2 này thì giá của mình cũng là 35.000. 35.000 một mũi. MK19 ha, 35.000 một mũi như thế này. Rồi. MK20 là cái mũi 8.3 nha. Vậy bắt đầu mũi bự này. Đó, 8.3. Đó. 8.3 thì loại này em có 5 mũi thôi. Đó. 5 mũi nha anh em. Đây. 8.3 có 5 mũi. Rồi, loại này thì cũng 35.000 một mũi nha. 35.000 một mũi. Đó. Loại này ít, loại này chỉ có 5 mũi thôi. Đó. 5 mũi ha, 35.000 một mũi. MK20. Đó. Tiếp theo, MK21 thì cái loại này là 8.4. 2 4 6 8 8 mũi. Ha. Mũi 8.4. Đó. Rồi 8.4 này cũng giá 35.000 ha. MK21 35.000 một mũi. Rồi tiếp theo là mũi 8.8, bắt đầu mũi là bự nè. Mũi 8.8 thì cái loại này là có 2 4 6 8 mũi. Đây. 8.8 này có 8 mũi nha anh em. 2 3 4 4 4 là 8 nha. Đó, 8 mũi rồi, cái loại này thì giá của mình là 40.000 nha. 40.000 một mũi. Đầu là bự rồi, 8.8 nha. Đó. MK22. 40.000 một mũi ha, bự. Rồi tiếp theo là mũi 9.2. 9.2 thì cũng nhiều nè. Đó, 9.2 ha, bắt đầu những cái mũi bự nha anh em. Này có 6 mũi. 6 mũi 9.2 ha, với lại bên kia nữa là tầm khoảng cũng mười mấy mũi á. Đó. Rồi, thì loại này cũng tương tự nha anh em. MK23 giá 40.000 ha. Đây. MK23 giá 40.000 một mũi. Rồi, MK24. MK24 thì 9.2 rồi tới 9.3. Đây, 9.3 thì nó tầm khoảng là gần chục mũi á. Đây. Chung là mũi chưa có xài hết nha anh em. Đó, chưa có xài. Đó, 9.3 ha. Rồi. 9.3 này thì giá 45.000 nha. À là sorry mọi người.
40.000 thôi, 9.3 cũng 40.000 nha. Đây, MK24 40.000 một mũi. Đó, rồi MK25 thì bây giờ mình qua mũi bự nè, mũi 9.8 này. Đây. Giờ bắt đầu mình qua những mũi bự nha anh em. Đó, thì mũi 9.8 này thì em có 5 mũi. Đó, bắt đầu số bự nha anh em, 988 5 mũi ha. Rồi 9.8 này em để giá 45.000 nha. Đó, 45.000 một mũi. MK25 45.000. MK26 thì mũi này là mũi 9.9, gần 10 ly này. Đó, nhưng mà cái nồi này thuộc ít thôi, nó có 3 mũi thôi. 3 mũi ha. Đó, màu trắng của Nachi. Rồi MK26 45.000 luôn. Đó, MK26 45.000 một mũi. MK27 thì cái này số lượng nhiều này và nó nhiều nhất luôn. Đó là 10.3 nha. 10.3 anh em. Đó, nhiều lắm. Đây. 10.3 là của Nachi hết ha, có dấu zip nội địa Nhật đầy đủ. Đó, thì cái loại 10.3 này thì có số lượng nhiều. Và mũi nó cũng bự nữa. Rồi cái loại mũi 10.3 này thì em để giá là 50.000 nha. Đó, anh em mình lấy mấy mũi mình lấy. Một mũi này về mình xài rất là bền rồi. Thép của Nachi này nó rất là ngon ha. MK27 nha anh em, giá 50 một mũi. Rồi MK28. MK28 thì loại này là 10.4. 10.4 thì nó có hai loại ha, một loại màu đen, một loại màu trắng. Đây, loại 10.4 màu đen này thì nó có 3 mũi này. Đó. 3 mũi này thì loại này cũng 50.000 luôn. MK28 này 50.000. MK29 thì cũng 10.4 mà loại này là mũi trắng. Nói chung là đều là thép gió hết nha anh em, nhưng mà anh em thích cái loại nào thì mình chốt loại đó. À, cũng giá 50.000 một mũi ha. MK29 giá 50.000 một mũi, loại này có được 4 mũi ha. Và mã số cuối cùng MK20 thì MK30 có một cái loại, một cái mũi khoan nha anh em. Một cái mũi khoan rất là ngon luôn nè, khoan bê tông. Để là 18 phi 18 nè anh em. Cái dòng này là mới tin nha anh em, nó mát kinh khủng luôn, made in Japan nè, của thương hiệu của hãng công ty Mizanaga sản xuất nha anh em. Đó. Đây. Một cái mũi khoan bê tông chút gài nè. Rất là xịn cho anh em mình xài nha. Đây, Japan hàng của Nhật đàng hoàng, chưa có xài nha. Chui gài như thế này. Mình cho máy bê tông ha. Này tầm khoảng là 10 ly và mũi khoan dài nha. Đây. Chưa xài thép SDS nha anh em. Này là anh em mình khoan là rất là ngon. Rồi cái mũi này thì cái chiều dài của mình nó tầm khoảng là 30 cm, hơn một găng tay em nè. Đúng không? Khoan dài, khoan đối sau hoa phi 18 nè anh em. Đó, phi 18. Rồi anh em thích cái mũi khoan phi 18 này, mọi người mình chốt giúp em ha. Mã số cho cái mũi khoan Nhật phi 18 này thì MK30 giúp em nha. Cái mũi này 180.000. MK30 ha. 180.000. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.